Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình trên kênh Lạng Sơn 12 triệu view. Và hiện tại mình đang ở đường Bắc Sơn. Đây là một khu phố ẩm thực buổi chiều cho mọi người ở trong thành phố tỉnh Lạng Sơn nha mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn món đặc sản cày tơ, 7 món nha mọi người đây. Đó. Cho các bạn xem đây là đặc sản chó 7 món luôn nha mọi người. Các món nhậu, các món luôn. Đó. Đây là một chị gái đang bán hàng rất là đắt hàng đấy mọi người. Đó. Ở đây đủ tất cả các món luôn nha mọi người, 7 món đấy. Đây là món lòng dồi này, chân đuôi. Đó. Đây là món rượu mận này, canh măng này. Đủ khá là nhiều món đấy mọi người. Cho mọi người thích lựa chọn món nào thì sẽ lấy món đấy về để thưởng thức nha mọi người. Cứ tầm chiều chiều là tầm 5 giờ chiều là bắt đầu quán của chị là bắt đầu mở hàng nhé mọi người. Đó. Wow, giờ này phải xếp hàng. Giờ này khá là đúng khách nha mọi người. Đấy, đúng rồi. Không ngon thì nó không cần xếp hàng. Đúng rồi. Phải ăn ngon thì mới xếp hàng mọi người nhá. Ăn ngon muốn ngon. Đang rất là đông khách đây mọi người. Anh mới làm mà chỗ. Trước anh Tông phải xem nha. Đó bảo ăn ngon rồi xếp hàng lại phải đi mua rau à? Không, đi mua rau đấy. Mua rau đến mình đến là đến lượt luôn. Còn lâu hơn đấy. Một công đôi gì ạ? Không, lấy xong lại mình đi mua rau. Đấy, bây giờ khách hàng rất là đông mọi người. Chúng không lúc này chúng không dạy hộ vợ được à chúng ơi? Chúng dạy hộ vợ đi. Con người cứ phải nhờ đâu đó. Mà anh đang cái gì? Đúng rồi. Đây là anh Giang tàu. Cảm ơn nhé. Anh nhớ là vẫn ở trên mấy chỗ bà già ấy. Chỗ bà ấy. Giang mua về à? Giang về nhé. Hôm nào anh em mình gặp nhau. Anh Giang vẫn ở trên bông lò anh Giang. Anh làm kênh ẩm thực Giang ạ. Đang quảng bá, đang review cho quán. Rất là đông khách đấy rồi. Wow. Các bạn thấy không? Khu phố đây đang rất là sầm uất và rất là đông, vui, nhộn nhịp. Tất cả những cái quán ẩm thực ngon ở đây đều phải xếp hàng mọi người ạ. Bởi vì những cái quán mà xếp hàng để mua ấy, thì các bạn biết là chất lượng như nào rồi đấy. Rất là ngon đấy mọi người. Đây là rượu mận này mọi người. Rượu mận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là đông khách mọi người đấy. Bán này rất là lái. Rất là đông nha mọi người. Hàng đang xếp hàng chờ mua đây mọi người.
là gì? Bây giờ càng tối đi càng nhiều khách nha mọi người, càng đông khách. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì có đi bộ nó thức khuya tí nhỉ. Bà tôi có đi 100 máy. Vâng. Kênh của anh là Lạng Sơn, Lạng Sơn 12 triệu view. Răng tàu TV. Mặc hai chú gia vị hai chú em nhé. Hai chú hai chú luôn rồi. Trăm sáu ạ. Chú nước sáng tông chú rau luôn rồi. Ok. Vậy là hai bạn mua lòng dồi về để nhậu nha mọi người. Nhớ về bấm đăng ký kênh Lạng Sơn 12 triệu view nhá.